Dạ, chào mừng toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta lại quay trở lại với kênh ô tô cũ Sài Gòn. Và hiện nay thì bên Toyota Tân Cảng rề rất là nhiều xe đã qua sử dụng, mẫu mới, mẫu cũ, đời mới, đời cũ đều rất là nhiều. Và quý anh chị nào đang dự định chọn cho mình những cái mẫu xe thích hợp, ưng ý và hãy liên hệ với Khánh liền nha, số điện thoại phía dưới màn hình. Và đề đầu tiên thì Khánh xin phép được gửi đến một số hình ảnh về cái xe Fortuner máy dầu số sàn, máy dầu số tự động, xin lỗi ạ, máy dầu số tự động đời 2021 nha quý anh chị. 2021 thì chính xác thì con này chỉ mới được có để coi 1, 2, 3, 2 năm, là tháng 8 2021 ha. Vậy là chưa được một năm nữa, nhưng mà tiết kiệm giúp, nó giúp cho chúng ta tiết kiệm tới 190 triệu so với xe mới. Chưa được một năm nha quý anh chị, 190 triệu rất là rẻ hơn so với xe mới luôn. Và số km hiện tại chỉ có 25.000 cây thôi. Và Khánh mời mọi người chúng ta cùng nhau đánh giá chi tiết con xe 7 chỗ số tự động và máy dầu biển số Thành phố Hồ Chí Minh này nha. Thì điều đầu tiên thì Khánh sẽ quay một vòng xung quanh cái xe để chúng ta xem cái nước sơn nè, cái ngoại thất nè, đèn đốm nó như thế nào ha. Ở với một cái mức giá 1.040.000.000 như cái con xe đời 2021 này, thì so với xe mới là 1.230.000.000 thì chúng ta tiết kiệm được 190 triệu tại cái thời điểm như thế này, cận Tết nữa. 190 triệu là một khoản tiền khá là lớn ha quý anh chị. Mà chúng ta tiết kiệm được như vậy thì rất là ổn. Về cái nước sơn phía bên ngoài thì đây là một con xe rin ha, nước sơn còn rin nha quý anh chị. Cái chỉ sơn còn, cái chỉ sơn còn ha, cản trước, vỏ rách vỏ là tuần thứ 50 năm 2020, là có nghĩa là con này sản xuất năm 2021 ha. Bởi vì cái vỏ này sẽ là làm trước cái xe, trên giấy tờ thì cái xe này là năm 2021. Đó. Về cái phần đèn trước thì nó được mạ rơm một cái dải phía trước như thế này, sử dụng đèn bi LED, sử dụng một dải đèn LED ha, một bóng bi halogen. Đó. Sử dụng toàn bộ là không có sử dụng bóng xenon như trước nữa. Đèn cản là có trước, đèn cản sẽ có một cái cảm biến cho chúng ta ha, một dải xi nhan phía trước này rất là đẹp, thiết kế mẫu mới luôn. Và điều đặc biệt thì xe này có trang bị cho chúng ta thêm cái camera 360 độ ha, cái ga lăng phía trước được sơn nhám luôn. Đó, phần cản nè, phần cản là phần hay trầy nhất luôn, mà Khánh tìm những cái chỗ trầy quay cho quý anh chị xem mà cũng ít nữa. Đây, một chỗ xước nhẹ như thế này thì Khánh sẽ xử lý lại cho quý anh chị ha, mọi người cứ yên tâm. Vì cái cản là cản rin mà sơn lại thì nó uổng lắm. Phần phía về bình thường hết quý anh chị. Đó. Cái camera 360 được trang bị cho chúng ta rồi ha. Ở phía bên ngoài thì xe cũng trang bị thêm một cái một bộ phim cách nhiệt nè, bộ viền che mưa nè, tay nắm và chén cửa. Tay nắm thì xe có được thêm cái nút bấm thông minh, mở cửa thông minh bên phía bên tài này, bên phụ này rồi. Khác so với những cái mẫu cũ ha, mẫu cũ nó chỉ có một bên tài thôi. Phía bên trong thì xe được trang bị một bộ ghế da nè, thảm simili và một bộ bọc trần 3D. Đây, bộ đồng 3D này rất là mát luôn, nhưng ta đậu xe ngoài trời rất là mát ha. Camera hành trình đó, một đầu DVD Android, một đầu màn hình Android khá là lớn luôn, rất là dễ thao tác trên cái xe này. Còn phía bên ngoài tắp bi cửa ha, tắp bi cửa xe thì nội thất màu đen, toàn bộ màu đen hết luôn quý anh chị. Ở ngoài thì màu đồng ánh kim, nhưng mà ở trong là màu đen, màu khá là nhu ha. Quý anh chị nào thích những cái màu này thì rất là thích hợp luôn á. Xe vừa mới về thôi cho nên bên Khánh chưa có kịp dọn làm đẹp hút bụi gì cả cho nên nó hơi dơ. Nhưng mà những cái hình ảnh như thế này nè thì chúng ta mới đánh giá được tổng thể một cái xe. Chứ chưa qua sử dụng, chưa qua dọn dẹp thì mọi người mới biết được. Chứ dọn, bên Khánh dọn rồi thì cũng 9-10 xe mới luôn. Không có biết được. Đó, đây là cái phần cái nước sơn phía xung quanh xe ha. Chúng ta nhìn một góc 15 độ này, chúng ta sẽ thấy cái xe rất là liền lạc với nhau và các chi tiết nó không có bị rời.
phía sau thì cũng được trang bị 4 cái cảm biến ha, 2 cảm biến gốc và 2 cái cảm biến da. Thì Khánh cũng xin bật mí biển số luôn. Đây là biển Sài Gòn ha mọi người, 51H88719. Xe đăng ký biển kinh doanh nhưng mà thật sự là đi rất là ít. Vì thì mọi người biết rồi đó, xe đi kinh doanh mà xe số sàn, xe máy dầu số tự động mà đi kinh doanh thì họ kẹt cái đợt dịch này, họ xả ra thôi. Và đi mới 25.000 cây, chuẩn 25.000 km nha quý anh chị, chưa có qua làm gì hết. Và Vinh Cánh cũng cam kết luôn là không có đâm đụng, không ngập nước gì cả ha. Cụm đèn phía sau, cụm đèn phía sau, hai cái đèn phía sau bình thường nha quý anh chị, không có bị bể nè, không có bị nứt nè, và không có bị lão quá cái bề mặt ha. Đó. Đây là phía cản sau, cản sau đồ bình thường hết quý anh chị. Nãy giờ là chỉ có một số vết trước nhỏ thôi, thì Khánh đã quay cho quý anh chị xem rồi. Đây cái tem dầu, cái tem xanh ha. Tem xanh thì 7.6 lít cho đường 100 cây được kết hợp, còn đường trường là 6.7 lít, tiết kiệm rất là nhiều. Xe máy dầu chạy rất là lợi dầu luôn. Đó, bể bước chân. Để rồi, Khánh mời mọi người chúng ta xem cái bên trong xe. Chuẩn số km là 25.923 cây nha quý anh chị. Đồng hồ tắp lô thì nó cũng sẽ hiển thị khác so với những cái mẫu cũ. Về cơ bản thì trên vô lăng có những cái nút bấm cơ bản rồi ha, và được kết hợp cho chúng ta là cruise control trên này. Đó. Màn hình hiển thị 360 độ nè, camera 360 ha. Và sử dụng nút bấm startup nha quý anh chị. Để startup ha. Phía trong xe đó, cần số được mạ vân gỗ khá là đẹp. Gương thì gương chống chói ha. Đó. Đó. Rất là đẹp luôn. Những cái này những cái cơ bản rồi. Thì Khánh sẽ quay tiếp cái phần khoang động cơ cho quý anh chị xem. Phần ghế da, quên nói cái phần ghế da nữa, ghế da này là ghế da riêng hả quý anh chị. Chỉnh gương, chỉnh hướng được 8 hướng ha. Đó. Và đây là cái phần khoang động cơ của xe. Thì cabo xe là cabo riêng hả quý anh chị, riêng từ trước tới giờ luôn. Tất cả đồ ốc án đồ còn riêng hết. Tiếng gõ, tiếng nổ của cái máy dầu, nó là đặc trưng của máy dầu rồi. Tiếng nổ, tiếng gõ khá là to, xe nào cũng vậy hết. Nhưng mà về cái độ bền và cái độ tiết kiệm nhiên liệu của máy dầu thì nó là số 1 rồi. Không còn, không có cái nào mà vượt qua được nó nữa. Rất là bền, Fortuner máy dầu cực kỳ bền luôn. Chỉ cần chúng ta là đổ xa, đổ dầu nè, bảo dưỡng, thay nhớt đầy đủ thì chúng ta chạy hoài à, không, thiệt sự là không có bị hư luôn á. Dạ rồi, thì vừa rồi là một số hình ảnh sơ lược về xe. Và Khánh cũng xin gửi là thông tin một xe này là xe Fortuner đời 2021 nha quý anh chị. Xe trên lệch với xe cũ, xe mới thì giúp cho chúng ta tiết kiệm tới 190 triệu so với xe mới lận. Thì tội gì chúng ta không mua một con xe đời 2021 như thế này chưa được một năm mà giúp cho chúng ta tiết kiệm 190 triệu. Máy dầu, số tự động ha quý anh chị. Và mang biển số thành phố Hồ Chí Minh. Thì quý anh chị nào đang dự định sở hữu những con xe máy dầu số tự động như thế này thì lấy liên hệ với Khánh liền nha, số điện thoại phía dưới màn hình để Khánh có thể hỗ trợ ngay cho quý anh chị để sở hữu kịp cái xe trong cái kịp Tết này. Và Khánh xin phép được kết thúc video tại đây và xin hẹn gặp lại quý anh chị vào những video kế tiếp ạ.